Hiện chưa rõ số lượng xe Land Rover bị gọi sửa chữa trên toàn cầu. Các mẫu SUV bị ảnh hưởng bao gồm Discovery Sport, Range Rover Velar và Range Rover Evoque. Tất cả đều thuộc đời từ 2021 đến 2025 và được sản xuất tại nhà máy ở Anh. Nguyên nhân do vấn đề từ hệ thống đường ống dẫn dầu khiến dầu máy có thể rò rỉ từ bộ tăng áp và rơi xuống đường. Điều này sẽ gây ra trơn trượt và làm tăng nguy cơ tai nạn cho các phương tiện khác. Vào tháng 6 vừa qua, Land Rover cũng đã phải triệu hồi hơn 2.100 chiếc, bao gồm các mẫu Defender, Discovery, Range Rover Sport và Range Rover Velar do cốc lọc dầu có nguy cơ bị nứt, làm chảy dầu vào khoang động cơ.